Chào các bạn, chúng ta đến với bài học tiếp theo, chủ đề gia trạch. Đầu tiên là nền nhà. Một ngôi nhà tốt theo phong thủy cần phải có hình chữ nhật hoặc hình vuông. Bởi vì mỗi cung vị trên nền nhà đều ứng với một thành viên trong gia đình. Đó là nửa phía đông Đông bắc, bắc và tây bắc thuộc về nam. Nửa về tây, tây nam, nam và đông nam thuộc về nữ. Cụ thể như sau. Ông và cha ở khu vực tây bắc của căn nhà. Thứ nam ở phía bắc. Út nam ở đông bắc. Trưởng nam ở chính đông. Trưởng nữ ở đông nam. Thứ nữ ở phía nam. Mẹ và bà ở phía tây nam và út nữ ở phía tây. Như vậy, một ngôi nhà không vuông vắn, khuyết góc nào thì bất lợi cho người đại diện của góc đó. Ví dụ, nhà khuyết vị trí tây bắc thì người ông và người bố trong gia đình dễ bị ốm đau qua đời sớm. Tương tự, khuyết ở phía đông thì người con trai trưởng khó được sống yên vui, tốt đẹp. Đất có thể méo, nhưng nhà thì cần được xây vuông hoặc hình chữ nhật. Đó mới đạt được yếu tố tốt về phong thủy. Bên cạnh nền nhà thì chúng ta có một cái lưu ý đó là vấn đề bể phốt. Có gia đình gặp nhiều chuyện không hay, các yếu tố phong thủy đã được tính toán cẩn thận, khắc phục triệt để tưởng sẽ tốt. Ấy vậy mà mọi chuyện vẫn dối tung. Ít ai ngờ trong nguyên nhân lại có cái bể phốt. Số là tại đất chật người đông, hệ thống bể phốt thường được đào và xây ngay dưới nền nhà. Bể phốt là trung tâm năng lượng xấu, rất nhiều hung khí, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, tình cảm, tài vận của gia chủ. Nếu xây vào trung cung của nền nhà hoặc phòng khách là điều tối kỵ. Trung cung là khu vực từ trung tâm nhà tính ra móng, đoạn 1 phần 3 chính giữa gọi là trung cung. Khu vực này tuyệt đối không nên đặt bể phốt. Những gia đình mua nhà nên yêu cầu chủ cũ cho xem bản vẽ để biết chính xác vị trí bề phốt nằm ở đâu. Nếu bể phốt rơi vào trung cung thì nên hóa giải càng sớm càng tốt. Thứ ba là cầu thang. Cầu thang là lối lưu thông sinh khí từ tầng hầm, tầng trệt đến các phòng trong nhà. Khí vận hành theo nguyên tắc từ nóng sang lạnh, từ dưới lên cao, từ tầng 1 tầng trệt là nơi thu hút thiên khí. Nếu thiên khí tốt thì cần lan tỏa nó đến mọi ngõ gách trong nhà. Để khí lưu thông được, cần phải bố trí cầu thang, xoắn từ dưới lên theo chiều ngược kim đồng hồ. Dương khí sẽ thuận theo dương ngả, vận hành đều đặn từ thấp lên cao. Cầu thang nên đặt bên trái tầng 1, từ ngoài nhìn vào là bên phải, từ trong nhìn ra là bên trái. Đây là nơi vượng khí nhất của trung tâm năng lượng tòa nhà. Số bậc thang của từng tầng nên là số lẻ thì thuần lẽ âm dương Những nhà đặt cầu thang bên phải Từ dưới lên xoáy thuận chiều kim đồng hồ Sẽ không hút được thiên khí Dễ sinh bệnh tật, ốm đau Trong nhà thiếu hòa khí Công việc thường khó khăn Nếu có điều kiện thì nên thay đổi lại hướng cầu thang như đã nói Vấn đề thứ tư liên quan đến nhà Đó là màu sơn Nhà là nơi để sinh sống Trở che cho gia đình là nơi tạo ra năng lượng làm việc, khơi sinh và tích lũy tình cảm. Nhà vượng thì tốt, ngược lại thì xấu. Nhà vượng có nhiều yếu tố tạo nên như long mạch, thế đất, thù hình, bố cục, quy hoạch, vân vân. Một trong những thứ liên quan mà rất quan trọng đó là màu sắc. Màu sắc cốt yếu nhất là màu của bờ tường phía trước, màu của mái nhà và màu của nền nhà tầng trệt rất nhiều người cho rằng màu sắc của nhà nên tương sinh với bản mệnh của gia chủ điều này không hẳn đúng màu sắc của nhà cần được sự tương sinh của hướng nhà nhà ở hướng nào thì nên sơn màu hoặc lát gạch sao cho nhận được sự tương sinh của hướng đó chúng ta lấy ví dụ một ngôi nhà hướng nam tức là hướng nam là hướng hỏa vượng thiên khí thuộc về hỏa thì nên lát gạch màu nâu sơn tường màu nâu để thu hút được thiên khí hỏa sinh cho thổ một ngôi nhà hướng đông nam tức là hướng mộc vượng thì nên làm mái ngói màu đỏ, tường đỏ, gạch nền đỏ để mộc sinh cho hỏa. Tức là ngôi nhà thu hút được thiên khí của trời đất. Như vậy mới nhận được thiên khí, mới tốt cho gia đình, bất luận là mệnh gì cũng được. Ngược lại, một người bệnh thủy, nếu lát gạch màu xám là bệnh kim, cứ tưởng là hợp. Nhưng nếu ngôi nhà đó ở hướng nam thì không có lợi. Bởi vì hướng nam là hướng hỏa, hỏa sẽ khắc kim. Thưa các bạn, ứng dụng phong thủy để tạo ra ngôi nhà nhận được nhiều thiên khí là việc ai cũng làm được, nhưng không phải ai cũng biết. Một khi nhận được thiên khí thì lâu ngày nhà sẽ vượng, mà nhà đã vượng rồi thì cơ bản gia chủ nào ở cũng sẽ được thuận lợi, hay còn gọi là nhà có lộc. Cũng tương tự như một vạt đất tốt lành thì hạt giống nào cũng có thể gieo ươm một vấn đề nữa liên quan đến gia trạch đó là mái và cổng nhà mái nhà và cổng chính có ảnh hưởng quan trọng trong gia trạch bên cạnh yêu cầu về màu sắc như đã nói ở trên thì hình dáng của mái nhà và cổng chính cũng cần phải chú ý sao cho phù hợp với ngũ hành nhận được thiên khí của trời đất tương sinh như trên đã nói kim có dáng hình tròn thủy thì dáng hình lượn hỏa dáng nhọn mộc dáng thẳng thổ dáng vuông, vì vậy nhà hướng nam có thiên khí hỏa thì nên chọn mái nhà và họa tiết cổng hình vuông đại diện cho thổ thì được thiên khí sinh cho. Tương tự, nhà hướng tây nam và đông bắc là thổ vượng thì nên chọn mái nhà họa tiết của kim, tức là hình tròn, cổng cũng nên họa tiết hình tròn. Nhà hướng tây và tây bắc thì thiên khí thuộc về kim, cho nên mái và cổng nên lựa chọn các cái hình thù uốn lượn mềm mại đại diện cho thủy để kim sinh thủy. Đối với nhà hướng bắc là thủy vượng thì nên chọn mái và cổng hình thẳng đứng hoặc hình chữ nhật đại diện cho mộc. Riêng nhà đông và đông nam thiên khí thuộc mộc thì cổng và mái nên làm hình nhọn đại diện cho hỏa. Như vậy thì thiên khí sẽ tự tìm đến nhà mình để tương sinh, tạo nên vượng khí cho gia chủ. Thưa các bạn vấn đề gia trạch là một phạm trù rộng lớn trong khuôn khổ của khóa học chúng ta không có thời gian để nói nhiều nên tôi chỉ giới thiệu tới các bạn các vấn đề liên quan đến màu sắc hình dáng bể phốt cầu thang và mái nhà cổng nhà để chúng ta có thể áp dụng vận dụng một cách đơn giản mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho gia chủ